F0 kiêng tắm gội liệu có nên? Các chuyên gia cho rằng quan niệm bệnh nhân COVID-19 phải kiêng tắm gội là sai lầm. Để F0 nhanh khỏe, bệnh nhân cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Thông tin trên báo VTC News, bác sĩ Đinh Thế Tiến, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho rằng nhiều lời đồn nói F0 tắm bệnh sẽ nặng lên nhưng đây là quan điểm không có cơ sở. Bệnh nhân mắc COVID-19 cần giữ cơ thể luôn sạch sẽ, ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi, tập luyện khoa học để có nền tảng cơ thể khỏe mạnh, từ đó nhanh chiến thắng bệnh tật. Chung quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm. Bản thân đang mắc bệnh mà không tắm sẽ gây mất vệ sinh, ngủ ngáy khó chịu, thậm chí mất ngủ. Tình trạng này kéo dài làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt khiến bệnh càng nặng thêm. Theo các chuyên gia, tắm rửa giúp da cơ thể thông thoáng, thoải mái, cải thiện lưu thông máu và cải thiện tinh thần. Vì vậy không chỉ người khỏe mạnh mà các bệnh nhân COVID-19 vẫn cần tắm rửa giữ vệ sinh sạch sẽ. Thạc sĩ bác sĩ Kiều Xuân Thi, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3 chia sẻ trên VN Express, người bệnh có thể vệ sinh thân thể với nước ấm, không tắm gội bằng nước lạnh, tránh tắm bùn trong thời gian đang bệnh, không ngâm toàn thân trong bồn tắm, gội đầu với nước ấm. Sau tắm gội nên lau khô thân thể và tóc bằng khăn bông, tránh dùng quạt, đứng nơi có gió để phòng ngừa cảm nhiễm phong hàn. Thời gian tắm gội không nên quá lâu, chia tắm và gội vào thời gian riêng, vệ sinh vào buổi sáng hoặc chiều sớm, tránh ban đêm. Uống một ly nước ấm trước khi tắm gội để đảm bảo cơ thể không bị mất nước. Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh thân thể giúp bạn mau hồi phục, kiêng khen thái quá sẽ rước thêm bệnh.